Nhật Trường và Minh Thư kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi vào 6 giờ sáng mỗi ngày. Kính chúc quý vị có một ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngày mới. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã cập nhật nhiều thông tin, sự kiện trong nước, thế giới và trong tỉnh đang thu hút sự quan tâm của dư luận để chuyển đến quý vị. Thông tin được cả nước quan tâm nhất thời điểm này là tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung và phía Bắc. Bên cạnh thông tin cập nhật về nội dung này, chúng tôi còn chia sẻ, giới thiệu đến quý vị hình ảnh ấm lòng người của những chuyến đò không đồng vượt lũ của người dân Hội An. Đối với vấn đề trong tỉnh, tình hình xuất khẩu của doanh nghiệp cũng là vấn đề đang được quan tâm. Theo đánh giá của Sở Công Thương, hoạt động xuất khẩu của tỉnh đang có dấu hiệu hồi phục, một số mặt hàng đã có mức tăng trưởng khá. Đây là cơ hội để kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt kế hoạch năm 2020. Nhưng để đạt được điều đó thì cũng cần sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng. Theo dõi chương trình, quý vị sẽ có câu trả lời. Nhưng trước khi đến với những thông tin này, chúng ta hãy điểm qua những thông tin thời sự nổi bật đã được ghi nhận trong 24 giờ qua. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng giảm mạnh. Lãi suất cuối năm sẽ có xu hướng giảm thêm. Công ty cổ phần công nghệ Vietjet phải chấm dứt các hoạt động chưa được cấp phép theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện đào tạo nghề lao động nông thôn và đề án giảm nghèo bền vững. Những thông tin kinh tế sẽ được truyền tải đầu tiên trong vòng quay 24 giờ sáng nay. Thưa quý vị, trong báo cáo gửi Quốc hội đánh giá tình hình tài chính, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Chính phủ cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lợi nhuận của khối này giảm mạnh so với năm trước. Hiện lãi suất tiền gửi bằng Việt Nam đồng phổ biến ở mức 0,1 đến 0,2% một năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và dưới một tháng, 3,5 đến 4,0% một năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ một tháng đến dưới 6 tháng, 4,4 đến 6,2% một năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng. Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,0 đến 7,0% một năm. Theo các chuyên gia, lãi suất huy động tiếp tục giảm, chủ yếu do thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn đang được duy trì dồi dào. Các ngân hàng thương mại cũng đang phải tiếp tục giảm lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Theo dự báo, lãi suất huy động trong 3 tháng còn lại của năm sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp, thậm chí có thể giảm nhẹ. Thống kê sơ bộ 9 tháng vừa qua, cả nước nhập khẩu 66.465 ô tô nguyên chiếc các loại với tổng kim ngạch 1,47 tỷ đô la Mỹ, giảm 37,2% về lượng so với cùng kỳ năm ngoái. Thái Lan và Indonesia tiếp tục là hai thị trường nhập khẩu ô tô nguyên chiếc lớn nhất của Việt Nam. Trong 9 tháng, cả nước nhập khẩu 31.210 xe từ Thái Lan. Với thị trường Indonesia, sản lượng nhập khẩu 9 tháng đầu năm từ thị trường này là gần 25.000 xe. Đáng chú ý, trị giá ô tô nhập khẩu bình quân từ Indonesia trong tháng 9 chỉ rơi vào khoảng 12.120 đô la Mỹ một xe, tương đương khoảng 280 triệu đồng chưa tính thuế. Cập nhật tiếp theo trong vòng quay 24 giờ hôm nay là phần thông tin trong tỉnh. Thưa quý vị, buổi họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, công tác dân vận và văn phòng cấp ủy đã được tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức. Tham dự có ông Phạm Viết Thanh, Bí thư tỉnh ủy cùng hơn 200 đại biểu là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Ban tổ chức tỉnh ủy, Ban dân vận tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy. Trong chương trình họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, công tác dân vận và văn phòng cấp ủy, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các ban đảng trong tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân để cùng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Bí thư tỉnh ủy cũng chỉ ra những hạn chế mục tiêu cần phấn đấu trong nhiệm kỳ mới đối với đội ngũ cán bộ, công viên chức của các ban đảng. Chúng ta còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức chưa thể hiện đầy đủ về trách nhiệm, còn hạn chế về năng lực. Mong rằng trong thời gian tới, mỗi một cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, các ban đảng chúng ta cần thể hiện trách nhiệm cao hơn nữa để đáp ứng với yêu cầu nhiệm mới của nhiệm kỳ 2020-2025.
Nhân buổi họp mặt, đại diện các nguyên lãnh đạo tỉnh ủy đã chia sẻ những kinh nghiệm để cán bộ, công chức trẻ, các ban đảng tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống, góp sức vào sự phát triển của địa phương. Tìm ra những vấn đề hiện nay qua quá trình công tác chúng ta đi vào công tác tổ chức, đi vào công tác tư tưởng chính trị, đi vào công tác dân vận, thì có cái gì mà ở địa phương chúng ta hiện nay đang vướng mắc, đang khó khăn mà thấy không hợp lý, phải lăn xuống dưới cơ sở để mà tìm ra những vấn đề hiện nay đang dư luận quần chúng cán bộ nhân dân thì có vấn đề gì mà xã hội người ta chưa được thống nhất, thấy không? Dư luận xã hội như thế nào, lỗi ý kiến xã hội như sao, ý kiến của các ngành, ban ngành đoàn thể sao, quần chúng sao, thì để chúng ta làm tham mưu cho nó sát. Công nghiệp của thành phố, dịch vụ thành phố càng phát triển phải như vậy. Cái nông nghiệp của chúng ta cũng phải là cái nông nghiệp mà bình thường, một nông nghiệp cây công nghiệp, một nông nghiệp chất lượng cao. Làm sao 10 năm nữa, 5 năm, 10 năm nữa chúng ta sẽ trở thành một thành phố công nghiệp dịch vụ càng phát triển ở tại khu vực Việt Nam. Thì như vậy đó, muốn như vậy đòi hỏi sự nỗ lực lớn lắm của toàn đảng bộ. Nỗ lực lớn lắm, chúng ta phải có kế hoạch ngay từ bây giờ, 5 năm tới thế nào, 5 năm tới thế nào và 5 năm tới phải thế nào để chúng ta đạt được. Bí thư Tỉnh ủy Phạm Chức Thanh đã cảm ơn sâu sắc đến thế hệ lãnh đạo các thời kỳ đã có những đóng góp tích cực vào công tác đảng. Mong rằng trong thời gian tới, các thế hệ lãnh đạo tiếp tục quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến cho hoạt động của đảng bộ tỉnh ngày càng tốt hơn. Dịp này, 40 cá nhân đã nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận, 7 cá nhân nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy, 15 cá nhân nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác xây dựng đảng của Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện các nhiệm vụ của ngành tuyên giáo, tổ chức xây dựng đảng, công tác dân vận và văn phòng cấp ủy, nhiệm kỳ 2015-2020. Nhà đầu tư dự án bến thuyền du lịch trong khu công nghiệp Đông Xuyên là công ty cổ phần công nghệ Vietsat phải chấm dứt các hoạt động chưa được cấp phép theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục rà soát giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của công ty cổ phần công nghệ Vietsat. Nếu có phương án tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh. Đây là chỉ đạo của ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với công ty cổ phần công nghệ Vietsat vào chiều qua 14 tháng 10. Dự án bến thuyền du lịch của công ty cổ phần công nghệ Vietsat có diện tích hơn 7.000 m2, nằm trong khu công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu. Dự án được Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư năm 2012, chứng nhận thay đổi lần 3 năm 2015 và cấp đổi lần 4 năm 2016. Dự án có mục tiêu xây dựng bến thuyền du lịch và các công trình phụ trợ khác, sản xuất cano, tàu thuyền theo công nghệ mới và thân thiện với môi trường. Theo kết luận của các cơ quan chức năng, trong quá trình hoạt động, công ty đã không triển khai dự án đúng mục tiêu, tiến độ đã đăng ký, như mở rộng hoạt động ăn uống, nhà hàng và tour du lịch trên sông Dinh. Sử dụng phần diện tích mặt nước khoảng 13.684 m2 chưa được Ủy ban nhân dân cho phép. Do đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu công ty cổ phần công nghệ Vietsat phải chấm dứt các hoạt động chưa được cấp phép theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tiếp tục chương trình làm việc, đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có buổi giám sát về thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020 và khảo sát công tác rà soát xây dựng chuẩn nghèo mới của tỉnh và đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại huyện Long Điền và huyện Châu Đức. Đoàn công tác Hội đồng nhân dân tỉnh đã giám sát tình hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020 tại một số hộ dân trồng hoa lan ở xã An Nhất, cánh đồng lúa của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã An Nhất và lớp dạy nghề trồng rau cho chị em phụ nữ tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. Tại các nơi đến, đoàn công tác Hội đồng nhân dân tỉnh tìm hiểu đời sống, ứng dụng kỹ thuật được chuyển giao vào trồng trọt, phát triển kinh tế của các hộ nông dân. Đoàn cũng khảo sát tình hình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đối với 3 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đã thoát nghèo trên địa bàn xã An Ngãi và ghi nhận những khó khăn của chính quyền địa phương trong thực hiện giảm nghèo. Sau buổi giám sát, dự kiến vào tuần sau, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Long Điền và các phòng ban liên quan để có buổi đánh giá toàn diện về việc thực hiện các chuyên đề giảm nghèo tại địa phương trước khi báo cáo với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, từ năm 2016 đến nay, trung bình mỗi năm, xã Đá Bạc và xã Suối Rào, huyện Châu Đức mở từ 1 đến 2 lớp đào tạo nghề, thu hút hàng trăm lao động nông thôn tham gia.
Bên cạnh đó là hàng chục lớp tập huấn ngắn hạn về các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, giúp người dân nâng cao kiến thức nông nghiệp, áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế. Làm việc với đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh, Xã Đá Bạc và Suối Rào kiến nghị tỉnh xem xét chính sách hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất cho người lao động sau học nghề, tiếp tục hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn. Đối với công tác rà soát, xây dựng chuẩn nghèo mới của tỉnh và đề án giảm nghèo bền vững cho giai đoạn 2021-2025, đoàn giám sát đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể địa phương cần tuyên truyền, vận động người dân có ý thức vượt khó, vươn lên thoát nghèo, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự trợ cấp của nhà nước, hướng dẫn người nghèo tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, gắn với việc hướng dẫn cách làm ăn và chuyển giao kỹ thuật vào sản xuất. Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị quán triệt các nghị định về xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực từ tháng 10 năm 2020. Liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Bộ đội Biên phòng cho các cán bộ là trạm trưởng, đội trưởng của các ban, đội, trạm biên phòng trực thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bà Rịa Vũng Tàu. Các cán bộ biên phòng đã được quán triệt các nội dung và hướng dẫn thi hành Nghị định số 96 năm 2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Nghị định số 98 năm 2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nghị định số 99 năm 2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. Nghị định số 36 năm 2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Việc được cập nhật nội dung các nghị định trên giúp cho cán bộ các trạm biên phòng cửa khẩu cảng nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác. Hội đồng đội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khai mạc lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021. Lớp học có phần đổi mới phương pháp hoạt động đội và phong trào thiếu nhi phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đồng thời hướng dẫn gợi mở, hỗ trợ và ứng dụng các kỹ năng sáng tạo trong các phong trào cho đội ngũ giáo viên tổng phụ trách đội. Tham dự lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021, gần 230 giáo viên tổng phụ trách đội các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh được triển khai cách thức nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả, tư duy truyền động lực cho thanh thiếu nhi yêu thích hoạt động đội. Dịp này, các tổng phụ trách đội được hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào đọc sách trong trường học, nắm bắt xu hướng, sở thích và nhu cầu của thanh thiếu nhi đối với các hoạt động tại trường và trên không gian mạng, phương pháp kỹ năng tổ chức hoạt động cho thanh thiếu nhi. Thời gian diễn ra lớp học từ ngày 14 đến 15 tháng 10 và từ 29 đến 31 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 10, Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục tỉnh là tổ chức xã hội nghề nghiệp của những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, ứng dụng khoa học tâm lý và giáo dục thuộc các sở ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Suốt 20 năm qua, Hội đã có nhiều đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo của tỉnh nhà. Trong 20 năm qua, Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục tỉnh đã tập trung nghiên cứu việc cải tiến nội dung và phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học. Bên cạnh công tác khảo sát, nghiên cứu ứng dụng thực tiễn, Hội thường xuyên phối hợp với ngành giáo dục đào tạo tỉnh và các đơn vị liên quan, tổ chức nhiều hội thảo khoa học như giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên, dạy chữ, dạy người, dạy nghề, thực trạng và giải pháp, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Với nhiều hoạt động thiết thực, Hội đã được Trung ương Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục Việt Nam trao tặng cờ thi đua xuất sắc và nhiều bằng khen khác. Thưa quý vị, chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 1 đã triển khai được gần 2 tháng. Nhiều giáo viên và phụ huynh học sinh bước đầu nhận định, chương trình này nặng hơn so với chương trình cũ, nhất là môn tiếng Việt, tạo áp lực cho học sinh lẫn giáo viên và phụ huynh. Ghi nhận ý kiến của phụ huynh, cán bộ quản lý và giáo viên các trường tiểu học tại thành phố Vũng Tàu. Mỗi ngày, anh Trần Phúc Khang ở phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu mất rất nhiều thời gian dạy con trai mới vào lớp 1. Theo anh Khang, chương trình tiếng Việt yêu cầu đánh vần, ghép vần ngay những bài học đầu tiên nên trẻ gặp nhiều khó khăn. Chưa kể trong sách tiếng Việt lớp 1, trong phần luyện chữ, học sinh phải luyện đọc cả một đoạn văn dài. Con không nhớ nổi các chữ mới học trên lớp, buộc anh Khang phải kèm con thêm ở nhà. Năm ngoái thì một bài học
thì các con chỉ có học, ví dụ học 2 âm thôi. Nhưng mà năm nay là một cái bài học là học tới 4 âm. Không chỉ phụ huynh phàn nàn, cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp 1 cũng cho rằng chương trình hiện nay nặng hơn chương trình cũ. Các con trước đây thì các con chỉ trong giới hạn trong các phép tính trong phạm vi 10 thôi, nhưng bây giờ thêm cả phần những cái giải một như là 1-1 này, 2-2, các con phải nhớ các phép tính này nhiều hơn, lượng như là gấp đôi á. Đến hiện tại thời điểm là các em đã nắm được các cái âm vần, đã học tốt, nhưng vẫn còn những cái lớp ở phía cuối như là lớp 1-7 thì đa số là một số các em là cũng còn chậm trong cái việc là nắm về cái việc âm vần. Với các trình độ của các cháu đang còn chưa nhớ được âm, chưa nhớ được tiếng thì là các cháu rất là lúng túng. Bản thân tôi thì cũng thấy là rất là vất vả khi mà dạy. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh lớp 1, thực hiện chương trình lớp 1 theo hướng không gây quá tải. Tuy nhiên, theo các cán bộ, giáo viên và phụ huynh, với chương trình nặng, khó như hiện nay, nếu không giao bài tập về nhà cho phụ huynh phối hợp kèm cặp, thì học sinh khó tiếp thu bài kịp. Các phụ huynh đều phải ở nhà, đều phải dành rất nhiều thời gian để mà kèm cặp cho các con của mình. Thì cái điều này nó sẽ gây áp lực rất lớn cho xã hội. Không chỉ riêng Bà Rịa Vũng Tàu mà hiện nay hầu hết cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh các trường tiểu học ở các tỉnh, thành phố đều có chung áp lực. Mới đây, trong chương trình giao lưu trực tuyến với báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục lắng nghe, tìm hiểu, phân tích tình hình, thực hiện các giải pháp với các địa phương. Trước hết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường tìm hiểu, đánh giá đúng thực trạng đối với đối tượng học sinh lớp 1, lắng nghe phản ánh từ phụ huynh và đặc biệt thực hiện theo đúng quy định của Bộ về triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Các trường cần điều chỉnh phân phối chương trình, xếp thời khóa biểu để không xảy ra tình trạng học sinh phải học 4 âm vần trong một buổi học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với các lực lượng xây dựng tài liệu bồi dưỡng trực tuyến để chuyển đến tất cả các nhà trường, giúp giáo viên nắm thật chắc, thật kỹ đúng với yêu cầu của chương trình. Thưa quý vị, những ngày này, đồng bào miền Trung đang phải gồng mình chống chọi với mưa lũ, có những khu vực gần như bị cô lập. Thế nhưng chính trong khó khăn đó, tình người càng ấm áp, sự đoàn kết yêu thương lại tỏa sáng hơn bao giờ hết. Người dân nơi đây đã tổ chức những chuyến đò không đồng để kịp thời hỗ trợ, giang tay giúp đỡ những người yếu thế hơn mình. Câu chuyện Ai thế nào vì sao ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với những chuyến đò không đồng của người dân Hội An, tỉnh Quảng Nam đang ngày ngày giúp đỡ người dân bị cô lập do mưa lũ. Thưa quý vị, nếu nói sự yên bình về thiên nhiên ở các vùng miền khác, khí trời thuận lòng người để làm ăn sinh sống, thì miền Trung dấu yêu lại là nơi gánh nặng nhiều đợt bão lũ thiên tai, là nơi nắng khô hạn mùa hè, là mưa to gió lớn bão lũ vào mùa đông. Cũng chính vì vậy mà mảnh đất nơi đây đã tạo nên những con người cần cù, chất phác, đoàn kết và luôn muốn vươn lên. Và thưa quý vị, trong thiên tai bão lũ thì vẫn sáng lên những nụ cười lạc quan và tình người ấm áp. Câu chuyện đầy tình người của chuyến đò không đồng nơi khúc ruột miền Trung thêm một lần nữa cho chúng ta thấy rằng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của đồng bào miền Trung bền chặt như thế nào. Vào lúc này, khúc ruột miền Trung đang phải trải qua nhiều khốn khó hiểm nguy. Hàng ngàn hộ dân đồng bào nơi đây đang phải gồng mình chống chọi, chạy lũ trong sự thiếu thốn trăm bề về tiền của, cơ sở vật chất, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày. Nhằm sẻ chia với những khó khăn của đồng bào miền Trung, những ngày qua, ở khắp mọi miền đất nước, các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ đồng loạt diễn ra hướng về đồng bào vùng lũ. Và những món quà, sự hỗ trợ của đồng bào cả nước đến với người dân vùng lũ trong lúc này là vô cùng ý nghĩa, cần thiết và trân quý hơn bao giờ hết, thưa quý vị. Chia tay anh Quang và anh Nhật cùng những chuyến đò không đồng tại phố cổ Hội An, chúng ta cùng dạo một vòng thế giới để cập nhật chuyển động 24 giờ qua. Bản tin Thế giới 360 độ hôm nay có gì nổi bật? Mời quý vị cùng điểm qua. Pháp thử nghiệm test nhanh COVID-19. Người đầu tiên tử vong do tái mắc COVID-19. Pfizer thử nghiệm vaccine 19 trên trẻ em. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về vùng hồ lớn châu Phi.
Những thông tin liên quan đến dịch COVID-19 sẽ mở đầu bản tin thế giới sáng nay. Thưa quý vị, Pháp đang tiến hành thử nghiệm hệ thống xét nghiệm COVID-19 qua mẫu nước bọt. Và theo các nhà nghiên cứu, kết quả thử nghiệm ban đầu là khả quan khi có thể cho kết quả chỉ trong vòng 40 phút mà không cần gạt hay gửi mẫu tới phòng thử nghiệm. Các nhà nghiên cứu Pháp cho biết, nước bọt được lấy mẫu sẽ được làm nóng bằng thiết bị đặc biệt và cho kết quả trong 40 phút. Nếu chất lỏng trong ống là màu vàng, thì người lấy mẫu dương tính với SARS-CoV-2, còn nếu là cam thì âm tính. Kết quả thử nghiệm với 220 người cho thấy tỷ lệ phát hiện chính xác lên tới 87,5%. Đáng lưu ý, xét nghiệm có thể thực hiện dễ dàng ở mọi nơi. Hiện hệ thống xét nghiệm mới đang được nhà chức trách Pháp xem xét về chuẩn trước khi chính thức đưa vào sử dụng rộng rãi. Một cụ bà Hà Lan vừa trở thành người đầu tiên tử vong sau khi tái mắc COVID-19. Sự việc đặt ra câu hỏi về khả năng miễn dịch và kháng thể của loại virus này. Cụ bà lần đầu nhập viện hồi đầu năm nay vì ho nhiều, sốt và xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. 5 ngày sau, bà được xuất viện. Tuy nhiên, 2 ngày sau khi tiếp nhận hóa trị điều trị căn bệnh ung thư vốn có, bà lại ho, sốt và khó thở và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 2 tuần sau, bà qua đời. Khi kiểm tra các mẫu trong cả hai lần mắc COVID-19, các nhà khoa học nhận thấy cấu trúc gen của hai loại virus là khác nhau. Do đó, họ kết luận rằng có khả năng lần thứ hai mắc COVID-19 là một đợt tái nhiễm chứ không phải là một đợt nhiễm bệnh kéo dài. Đây là trường hợp đầu tiên được báo cáo tử vong vì tái mắc COVID-19. Qua đó, các nhà khoa học kết luận việc phơi nhiễm với SARS-CoV-2 lần đầu không nhất định sản sinh ra miễn dịch hoàn toàn. Công ty dược phẩm Pfizer của Mỹ vừa cho biết đang tiến hành thử nghiệm vaccine COVID-19 giai đoạn cuối. Điều đặc biệt là đối tượng thử nghiệm lần này bao gồm cả trẻ em dưới 12 tuổi. Mục đích của thử nghiệm lần này là muốn tìm hiểu về cách vaccine này hoạt động trong nhóm tuổi trẻ em, vì nhóm này có thể truyền virus cho các đối tượng có nguy cơ cao như là người già. Việc xác định hiệu quả của một loại vaccine tiềm năng đối với nhóm trẻ em là rất quan trọng, vì vaccine hoạt động khác nhau ở trẻ em và người lớn. Cục Quản lý và Dược phẩm Mỹ đã cấp phép sau khi hãng dược phẩm Pfizer và đối tác BioNTech SE của Đức đăng ký những người tham gia trẻ tuổi hơn trong tháng 10. Dữ liệu phân tích sẽ có ngay trong cuối tháng 10 này. Trước đó, trong tháng 9, Pfizer đã mở rộng quy mô thử nghiệm vaccine của mình từ 30.000 người lên khoảng 44.000 người tham gia, trong đó có trẻ từ 16 tuổi trở xuống. Bộ trưởng Tài chính nhóm G7 vừa cam kết ngăn chặn sự gia tăng các vụ tấn công bằng mã độc tống tiền giữa đại dịch COVID-19, đồng thời nhận định không nên triển khai hoạt động kinh doanh stablecoin cho đến khi loại tiền điện tử này được điều tiết phù hợp. Tuyên bố chung sau cuộc họp trực tuyến của các bộ trưởng tài chính nhóm G7 cho rằng, thanh toán số có thể nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, giảm chi phí và tình trạng thiếu hiệu quả. Tuy nhiên, G7 tiếp tục giữ quan điểm rằng không nên triển khai bất cứ dự án stablecoin toàn cầu nào cho đến khi giải quyết thỏa đáng yêu cầu pháp lý, quy định và giám sát có liên quan, tuân thủ những tiêu chuẩn có thể áp dụng được. Tuyên bố dù không trực tiếp nêu danh đến đồng stablecoin Libra của Facebook, song rõ ràng là nhắm đến dự án này. G7 cũng bày tỏ quan ngại về mối đe dọa ngày càng tăng trước các vụ tấn công bằng mã độc tống tiền đối với lĩnh vực dịch vụ tài chính trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa tiến hành họp trực tuyến về tình hình khu vực các hồ lớn tại châu Phi. Tại cuộc họp, Việt Nam và Indonesia đã có phát biểu chung cùng nhấn mạnh ưu tiên thúc đẩy hợp tác khu vực và kêu gọi hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đối với khu vực các hồ lớn. Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về khu vực các hồ lớn châu Phi cho biết, các nước khu vực các hồ lớn duy trì cam kết tăng cường hợp tác và triển khai thỏa thuận hòa bình, an ninh và hợp tác, được 13 nước khu vực ký kết năm 2013. Liên Hợp Quốc cũng đang trao đổi với các nước khu vực cùng với các đối tác quốc tế nhằm xây dựng chiến lược của Liên Hợp Quốc về khu vực các hồ lớn, tập trung chủ yếu vào giải quyết và ngăn ngừa xung đột tại khu vực. Trong khi đó, phát biểu chung của Việt Nam và Indonesia nhấn mạnh cần giải quyết gốc rễ bất ổn tại khu vực thông qua tăng cường hòa giải, phối hợp giải quyết hoạt động bất hợp pháp của các nhóm vũ trang, xử lý vấn đề quản lý tài nguyên thiên nhiên và tăng cường hợp tác phát triển. Sau nhiều tháng đàm phán, đã có 8 quốc gia ký kết thỏa thuận quốc tế về thám hiểm mặt trăng nhằm thúc đẩy việc hình thành các tiêu chuẩn đối với hoạt động xây dựng các cơ sở lâu dài trên bề mặt mặt trăng. Đây là thông báo mới được Cơ quan Hàng không Vũ trụ Quốc gia Mỹ NASA vừa đưa ra. Cơ quan Ngành Hàng không Vũ trụ Quốc gia Mỹ NASA cho biết, tại Hội nghị Vũ trụ hàng năm, 8 nước gồm Mỹ, Australia, Canada, Nhật Bản, Luxembourg, Italy, Anh,
và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã ký hiệp định Artemis do Mỹ dẫn đầu. Đây là kết quả nhiều tháng nỗ lực đàm phán của Washington nhằm dẫn dắt các đồng minh thực hiện kế hoạch đưa các phi hành gia quay trở lại mặt trăng vào năm 2024. NASA cho biết đang nỗ lực thiết lập những quy tắc ứng xử mà mọi quốc gia đều có thể nhất trí và tạo ra một liên minh rộng rãi nhất, bao trùm nhất, có quy mô lớn nhất cho hoạt động du hành vũ trụ của con người. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump và các quốc gia phóng tàu vũ trụ khác đều coi mặt trăng là một tài sản chiến lược. Do đó, hiệp định trên hướng tới điều chỉnh luật vũ trụ quốc tế hiện nay nhằm ngăn chặn xung đột giữa các quốc gia đang hoạt động tại mặt trăng. Bắt đầu từ hôm 11 tháng 10, người dân thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã có thể trải nghiệm dịch vụ taxi tự hành do Apollo Go, một công ty con của Baidu cung cấp. Tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, dịch vụ robot taxi hiện chỉ cho phép chở tối đa 2 người lớn từ 18 đến 60 tuổi. Đội xe gồm 40 chiếc, hoạt động trong một số khu vực nhất định. Tuy được vận hành bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, song xe vẫn có một người giám sát an toàn cho hành khách trong quá trình xe lưu thông trên đường. Trong quá trình chở khách, các màn hình trang bị trong xe sẽ hiển thị một loạt thông tin và hình ảnh như tốc độ, điều kiện lái trong thời gian thực để hành khách có thể kiểm tra cũng như tiếp quản xe sớm nhất có thể trong trường hợp khẩn cấp. Theo nhận định của giới chuyên gia, dịch vụ xe tự hành sẽ chứng kiến nhu cầu tăng vọt trong thời gian tới. Khác với nhiều nước ở Bắc Bán Cầu, Australia đang bước vào mùa xuân tràn đầy sức sống và một địa điểm mà bất cứ ai cũng khó lòng bỏ qua khi tới Canberra những ngày xuân này, đó chính là khu vườn Cockington Green Gardens. Thông tin thú vị này sẽ khép lại bản tin Thế giới 360 độ. Những bông hoa tulip khoe sắc giữa nắng xuân Nam Bán Cầu. Đây là hình ảnh từ lễ hội hoa tulip Florilet được tổ chức hàng năm để đón mùa xuân mới ở thủ đô Canberra của Australia. Tulip được đặt ở khắp mọi nơi. Khách tham quan sẽ có được những trải nghiệm thú vị không thể tìm thấy ở bất cứ đâu khác ngoài khu vườn Cockington Green Garden. Vừa dạo bước trên những đóa hoa tulip, vừa khám phá những tòa nhà thu nhỏ được tạo tác tỉ mỉ. Do hạn chế của COVID-19, năm nay lễ hội hoa tulip Florilet không chỉ được tổ chức ở công viên Commonwealth, mà hoa còn được trồng ở khắp nơi trong thành phố, từ các cửa hàng, trường học đến cả bệnh viện, sân chơi. Ngay cả cổng trụ sở đài ABC ở Canberra cũng được trang hoàng bởi những đóa hoa rực rỡ từ Floriet. Dường như trong nắng xuân, tất cả những đóa hoa này có thể mang đến niềm vui và nụ cười hạnh phúc cho mọi người. Cockington Green Garden đã bị đóng cửa từ tháng 3 đến tháng 6 sau khi bùng phát dịch COVID-19 ở Australia. Tuy nhiên, nó đã được mở cửa trở lại với các biện pháp giãn cách xã hội. Cập nhật tin tức vào mỗi buổi sáng để chuyển đến quý vị. Chúng tôi không quên ghi nhận, chuyển tải những thông tin nổi bật trên các báo. Hãy cùng theo dõi trong ít giây nữa thưa quý vị. Thưa quý vị, những ngày qua các tỉnh miền Trung đang vật lộn cùng mưa bão và những thông tin liên quan đến tình hình mưa lũ tại miền Trung đang được người dân quan tâm nhất. Nỗ lực chuyển tải thông tin đến người đọc. Trên các trang báo những ngày qua cũng liên tục cập nhật thông tin và đăng tải về vấn đề này. Và thông tin tâm điểm nhất liên quan đến vụ sạt lở tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 4, tỉnh Thừa Thiên Huế khiến 30 người mất tích. Trên báo Tuổi Trẻ đưa tin, 19 người là công nhân đang mắc kẹt ở nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 đã được lực lượng chức năng đưa bằng cano về bờ và sức khỏe của nhóm người này tạm ổn. Tương tự, 14 người của thủy điện Alin V2 cũng đã kết nối được liên lạc. Báo Tuổi Trẻ cũng thông tin thêm, đến chiều ngày 14 tháng 10, đội cứu hộ đã đưa một thi thể ở khu vực thủy điện Rào Trăng 4 trở về. Thi thể được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bình Điền, thị xã Hương Trà để giám định tử thi, thực hiện các thủ tục chứng tử theo quy định. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục ngược dòng sông Bồ lên thủy điện Rào Trăng 4 để tìm kiếm cứu hộ những người còn kẹt lại. Liên quan đến vụ sạt lở tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra trưa ngày 12 tháng 10, hiện các lực lượng chức năng cũng đang dồn sức tìm kiếm 30 người mất tích, gồm nhóm 13 người, bao gồm các cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo địa phương đi kiểm tra, xác minh sự việc và 17 người là công nhân thủy điện Rào Trăng 3. Bộ Quốc phòng yêu cầu lực lượng không quân chuẩn bị 2 máy bay KC-295, 11 trực thăng để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn ở Rào Trăng 3. Thưa quý vị, theo cảnh báo cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều hôm qua 14 tháng 10, bão số 7 đã đổ bộ vào đất liền khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó vùng tâm bão là tỉnh Thanh Hóa. Ứng phó với bão, tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và các tỉnh ở đồng bằng Bắc Bộ đã sơ tán hơn 150.000 người dân.
Theo thông tin trên báo Vietnamnet, trước khi bão số 7 đổ bộ vào, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã triển khai phương án bảo vệ các trọng điểm xung yếu, công trình đê điều đang thi công dở dang, nhất là các tuyến đê trực diện biển. Các tuyến đê biển đang thi công dở dang như đê biển Hải Hậu, tỉnh Nam Định, đê biển Bình Minh 4, tỉnh Ninh Bình, đê biển Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó, các địa phương cũng chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để hộ đê, thực hiện nghiêm túc công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều theo đúng quy định để phát hiện và kịp xử lý giờ đầu các sự cố. Thưa quý vị, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại miền Trung, thì báo Sài Gòn Giải Phóng đã đăng tải công văn chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng. Trong công văn này, thì Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng huy động lực lượng, phương tiện phục vụ cứu hộ cứu nạn, triển khai máy bay trực thăng sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn khi điều kiện thời tiết cho phép, chỉ đạo hỗ trợ lực lượng quân y, trang thiết bị y tế để kịp thời cứu chữa những người bị thương. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng y bác sĩ triển khai ngay phương án để kịp thời cấp cứu, chữa trị cho những người còn sống sau khi tìm thấy, đồng thời chủ động chỉ đạo hướng dẫn bảo đảm vệ sinh môi trường sau mưa lũ, không để bùng phát dịch bệnh. Trong những ngày tới, thiên tai còn phức tạp, nguy cơ cao tiếp tục xảy ra mưa lũ lớn tại khu vực Trung Trung Bộ. Vì vậy, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương cần kịp thời hỗ trợ bảo đảm đời sống cho người dân, nhất là về lương thực, nhu yếu phẩm đối với những hộ có nguy cơ thiếu đói. Những hộ khó khăn, đặc biệt là tại những khu vực dân cư đang còn bị ngập sâu cô lập. Không để người dân bị đói rét, không có chỗ ở, bệnh tật không được cứu chữa. Tiếp tục tập trung chỉ đạo và chủ động triển khai ứng phó với thiên tai, đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, an toàn hồ đập, đề phòng sạt lở đất, lũ quét. Thưa quý vị, nhằm chia sẻ khó khăn cùng đồng bào miền Trung đang oằn mình chống chọi với thiên tai, hiện tại nhiều tổ chức cá nhân đã mở cuộc vận động cùng miền Trung vượt lũ. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, hy vọng quý vị sẽ có những sẻ chia ủng hộ thiết thực nhất để cứu trợ khẩn cấp, giúp người dân khắc phục hậu quả do bão lũ. Tiêu điểm báo chí sáng nay tiếp tục cập nhật một thông tin khác. Thưa quý vị, bất chấp việc nhà sản xuất, đại lý phân phối lần lượt tung ra gói giảm giá ưu đãi nhằm kích cầu doanh số sau đại dịch COVID-19, lượng tiêu thụ mô tô xe máy tại Việt Nam vẫn tiếp tục giảm mạnh trong quý 3 năm 2020. Và thông tin này được báo Thanh Niên đăng tải. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Thanh Niên, 9 tháng năm 2020, người Việt đã mua sắm hơn 1,9 triệu mô tô xe máy các loại, giảm 407.000 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân xuất phát từ ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến người dân thắt chặt chi tiêu. Bên cạnh đó, tình trạng kẹt xe cũng như ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, đặc biệt tại các đô thị lớn, chính là một phần nguyên nhân khiến người dân giảm dần việc mua sắm xe máy. Với đà sụt giảm doanh số từ đầu năm đến nay, các nhà kinh doanh mô tô, xe máy tại Việt Nam nhận định, sức mua sẽ phần nào được cải thiện trong những tháng cuối năm khi nhu cầu mua sắm gia tăng. Tuy nhiên, so với năm 2019, doanh số bán xe máy tại Việt Nam sẽ giảm khoảng 10-15%. Thưa quý vị, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19, song hoạt động xuất khẩu của tỉnh vẫn tăng trưởng. Cụ thể, trong 9 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu của Bà Rịa Vũng Tàu đạt hơn 6 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 7% so với cùng kỳ. Trong đó thì kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô hơn 3,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,24%. Theo thống kê của ngành công thương, các thị trường xuất khẩu chủ lực của tỉnh như Mỹ, EU, Nhật Bản đều duy trì được đà tăng trưởng. Ngoài ra còn có nhiều thị trường mới nổi tiềm năng khác như Ấn Độ, Thái Lan, Nga, Na Uy, Chile, Đài Loan. Hiện tại thì nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết năm 2020, thậm chí là đến quý 1 năm 2021. Kết quả trên cho thấy hoạt động xuất khẩu đang có dấu hiệu hồi phục mạnh mẽ, mở ra cơ hội để tỉnh hoàn thành mục tiêu xuất khẩu năm 2020 đã đề ra. Để kịp tiến độ cho các đơn hàng đã ký, hơn một tháng qua, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Vinh Danh huyện Châu Đức đã hoạt động hết công suất. Theo ban giám đốc công ty, mỗi tháng công ty xuất khẩu từ 40 đến 50 tấn hạt điều nhân trắng đi Trung Quốc, một số nước trong khu vực Đông Nam Á và châu Âu. Bên cạnh đó, công ty còn sản xuất thêm các sản phẩm tinh chế như hạt điều tẩm mật ong, hạt điều rang muối vỏ lụa để cung cấp cho thị trường nội địa. Nhờ đó, doanh thu hiện nay của công ty tăng 20% so với cùng kỳ năm 2019. Hiện nay, công ty đã ký hợp đồng với các đối tác đến hết năm 2020. Với tình hình này, dự báo doanh thu của công ty trong năm nay sẽ tăng khoảng 20% so với năm 2019. Mình có đơn hàng từ đầu năm, thành ra mình đủ tự tin để mà mình mua, không có sợ cái rủi ro. Cũng nhờ đó mà giữ vững được tới ngày hôm nay.
Điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu những tháng gần đây của tỉnh là kim ngạch xuất hàng hóa sang thị trường Mỹ tăng trưởng hơn 10% so với trước thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đầu năm nay. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là trang trí nội thất. Hiện tại đã có một số doanh nghiệp trong lĩnh vực này đã ký được hợp đồng đến hết năm 2020. Tháng này thì nó hơi khởi sắc được chút, thì đã có đơn hàng thì một tháng được một vài ba công thì đã có đơn hàng, thì công nhân bắt đầu làm. Đơn hàng bây giờ đang có hết tháng 12, tức là hết năm nay. Chú trọng về cái sản phẩm mà đạt để mà đi. Cái thứ nhất là cái nguyên liệu phải tốt, không được mốc. Và cái chất lượng hàng đan phải là chắc, đảm bảo độ bền, có tính chất mỹ thuật. Theo các doanh nghiệp, dịch COVID-19 trong nước được kiểm soát tốt là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tăng tốc sản xuất kinh doanh và hoàn thành kế hoạch đề ra. Bên cạnh việc duy trì thị trường xuất khẩu truyền thống, các doanh nghiệp cũng tìm kiếm phát triển thêm thị trường mới nhằm hạn chế những tác động ảnh hưởng của dịch COVID-19. Điều này không chỉ đem lại doanh thu lợi nhuận cho doanh nghiệp mà còn góp phần duy trì đà tăng trưởng cũng như nâng giá trị tổng kim ngạch xuất khẩu chung của toàn tỉnh. Để hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai đầy đủ kịp thời các chính sách và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, thuế, nguyên liệu sản xuất, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu lẫn khai thác thêm thị trường nội địa. Trong đó, Sở Công Thương với vai trò là cơ quan chuyên môn sẽ chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, giải quyết cho các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Bên cạnh đó, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình xúc tiến thương mại nội địa và xúc tiến xuất khẩu nước ngoài, giúp doanh nghiệp tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhất là mặt hàng nông lâm thủy sản. Với những tín hiệu tích cực về diễn biến dịch bệnh COVID-19, cùng với việc nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn vừa đi vào hoạt động hoặc đang thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch là tiền đề để Bà Rịa Vũng Tàu kỳ vọng đạt mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô gần 5,6 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Thông tin về giá cả các loại nông sản trên địa bàn tỉnh và các tỉnh thành trong cả nước sẽ được chuyển tải trong bản tin giá cả thị trường sáng nay. Hôm nay giá tiêu có xu hướng tăng nhẹ tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông. Giá tiêu hiện được thu mua với mức 49.500 đồng một ký. Tại tỉnh Gia Lai, Đồng Nai, giá tiêu ở mức 49.000 đồng một ký, tăng nhẹ 500 đồng một ký. Còn tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu hiện được thu mua với mức 50.000 đồng một ký. Giá tiêu cao nhất được ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ở mức 51.000 đồng một ký. Giá cà phê đang tiếp đà giảm trên toàn quốc, đưa mức giao dịch trung bình xuống còn 31.000 đồng một ký. Tại hai tỉnh Lâm Đồng và Kon Tum, giá tiêu ghi nhận 30.600 đồng đến 30.800 đồng một ký, giảm 100 đồng một ký. Cùng mức điều chỉnh xuống này, các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai hiện giao dịch quanh ngưỡng 31.000 đồng một ký. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá cà phê giảm nhẹ xuống còn 32.700 đồng một ký. Tại thị trường thế giới, giá cà phê điều chỉnh trái chiều. Cà phê Robusta tại London giao tháng 11 năm 2020 giảm 0,81%, đạt mức 1.223 đô la Mỹ một tấn. Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm từ 1.000 đồng đến 3.000 đồng một ký trên cả ba miền. Tại miền Bắc, giá heo hơi dao động trong khoảng 65.000 đồng đến 69.000 đồng một ký. Như tại Vĩnh Phúc, mức giảm 2.000 đồng một ký xuống còn 65.000 đồng một ký, mức giá thấp nhất trong cả nước. Tại miền Trung Tây Nguyên, giá heo hơi dao động từ 65.000 đồng đến 74.000 đồng một ký, giảm từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng một ký. Thấp nhất trong khu vực ghi nhận tại các tỉnh Thanh Hóa với 65.000 đồng một ký, Nghệ An 66.000 đồng một ký. Các tỉnh còn lại phổ biến từ 70.000 đồng đến 74.000 đồng một ký. Tại các tỉnh miền Nam, giá heo hơi cũng giảm, dao động từ 71.000 đồng đến 76.000 đồng một ký. Tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Áp thấp nhiệt đới hiện di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Trong hôm nay, áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào Biển Đông tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ chiều nay, áp thấp nhiệt đới cách đảo sông Tử Tây khoảng 550 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là từ 40 đến 60 km một giờ, giật cấp 9. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, các vùng biển đều duy trì thời tiết xấu, mưa dông kèm theo gió giật mạnh. Vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có gió giật mạnh tới cấp 7, cấp 8 và sóng cao từ 2 đến 4 mét gây nguy hiểm. Thời gian này, bà con ngư dân không nên ra khơi để đảm bảo an toàn.
dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 15 tháng 10. Khu vực tỉnh tiếp tục duy trì mưa rào và dông ở nhiều nơi và diễn ra vào nhiều thời điểm trong ngày. Chiều tối và đêm, nhiều nơi có mưa lớn kèm theo gió giật mạnh gây khó khăn cho việc tham gia giao thông. Người dân di chuyển ngoài đường thời điểm này cần đặc biệt lưu ý. Nền nhiệt vẫn duy trì ở mức thấp, thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 28 đến 30 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa mưa to, cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, độ ẩm tương đối 84 đến 95%. Khu vực huyện Côn Đảo trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm nay có